À chào các bạn, thì đây chính là chi tiết cái quá trình mình lắp cái cây PC các bạn nhé. Thì cái cây PC này ấy, thì nó liên quan đến cái clip ở bên kênh Đạt Đồng Đỉnh, một cái clip build và test một cái cấu hình của cái cây máy tính mà có một shop đang bán ở trên Shopee với cái giá là 2.350.000, mà shop đó quảng cáo là nó có thể chơi được Liên Minh rồi Đột Kích rồi GTA 5 rồi PUBG Mobile, mặc dù trong cái cấu hình của họ không hề có cái cạc hình các bạn nhé. Đấy, thì liệu với cái cấu hình của họ có chơi được game hay không thì các bạn hãy xem ở bên kênh Đạt Đồng Đỉnh, mình sẽ test rất chi tiết cho các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đến với cây ngày hôm nay của chúng ta. Nó sẽ có cạc hình để đảm bảo cho cái việc các bạn chơi được game. Ok chưa? Thì để mà lắp cái cây PC này thì chúng ta cần chuẩn bị những cái linh kiện gì? Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết từng thứ cho các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị một chiếc main. Một cái main. Đây là con main H61 các bạn nhé. Ok. Thì toàn bộ cái giá về các cái linh kiện này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn nếu bạn nào muốn tham khảo. Rồi, tiếp đến là main thì chúng ta sẽ cần chip nhỉ. Chip đây, một con CPU. Thì CPU này thì chúng ta sẽ lấy đó là con i33240. Đây, i33240. Tiếp CPU sẽ là quạt tản nhiệt của CPU. Thì chúng ta sẽ dùng một con fan LED. Đây, một con tản nhiệt fan LED đây. Rồi, chúng ta sẽ đến với hai con RAM. Con này 4GB, con này 4GB. Tổng hai con này là 8GB các bạn nhé. Ok. Tiếp đến là sẽ là ổ cứng. Ổ cứng thì với những cái game mà chúng ta vừa nói thì chúng ta sẽ cần cái ổ khoảng tầm 200GB trở lên. Vì những cái game đấy, nhiều game nó ngốn khá là nhiều dung lượng. Bởi vì có những game ví dụ như GTA 5 nó phải đến hơn 60GB. Bởi vậy nên là những cái ổ cứng khoảng tầm 200GB thì các bạn mới đủ để lưu trữ các cái game của các bạn nhé. Còn ít quá thì sợ nó ít quá thì các bạn cài một vài game nó đầy ổ cứng. Rồi, cái ổ này ổ 320GB các bạn nhé. Tiếp đến là chúng ta sẽ cần gì nữa nhỉ? À đây, cạc hình. Cạc hình thì mình sẽ chọn một con GT 730 2GB. Ok. Tiếp đến là fan LED. Cái fan LED là cái fan của thùng máy, để nó vừa trang trí mà cũng có để cho cái thùng nó mát hơn. Đây, đây chính là con fan LED. Rồi, một cái linh kiện rất quan trọng đó chính là nguồn. Đây chính là một con nguồn. Thì con nguồn này như các bạn nhìn thấy là con nguồn này là con nguồn GS600, là con nguồn 600W của Hanky. Tuy nhiên với cái cây máy tính này thì các bạn sẽ không cần đến cái nguồn quá cao như thế này. Các bạn chỉ cần những cái nguồn công suất thực khoảng tầm từ 300W trở lên thôi. 350 hoặc là 400 thì càng tốt. Ok. Rồi, cái cuối cùng đó là cái gì? Cái cuối cùng nó sẽ là cái vỏ. Cái vỏ cây. Cái vỏ cây thì cái này thì do cái sở thích của các bạn. Các bạn có thể lấy vỏ LED hoặc không LED cũng được. Có thể lấy mới cũng được hoặc cũ cũng được nhá. Và một lưu ý là có nhiều bạn hỏi mình là khi mà lắp cây thì nó có sẵn ốc không? Thật ra những cái cây, cái vỏ máy tính mới ấy, thì các bạn mua thì nó luôn luôn có ốc. Đây, nó luôn luôn kèm theo ốc cho các bạn ở trong cái vỏ máy tính mới các bạn nhé. Còn ví dụ các bạn mua vỏ cũ ấy, thì các bạn hãy chat với shop để xin shop những cái ốc vặn, thì shop người ta sẽ kèm theo cho các bạn những cái ốc này nhé. Nên các bạn không phải lo cái việc là không có ốc. Rồi, thì đấy là toàn bộ các cái linh kiện mà chúng ta cần chuẩn bị. Tuy nhiên các bạn cần phải chú ý hai cái linh kiện rất quan trọng, đó chính là cái dây. Đây chính là cái dây nguồn 220V để chúng ta cắm vào cái nguồn điện cung cấp cho cái máy tính này. Và tiếp theo là cái dây SATA. Thì bình thường ấy, các bạn mua cái nguồn này này thì các bạn sẽ xin theo cái dây này. Ok chưa? Và mua cái ổ cứng. Các bạn mua ổ cứng thì các bạn xin theo cái dây SATA. Được chưa? Như vậy là các bạn đã đủ hết tất cả các thứ rồi. Giờ các bạn chỉ cần chuẩn bị một cái tu vít nữa thôi là các bạn có thể bắt tay vào công việc, đó là lắp cây PC. Và bây giờ mình sẽ quay gần để cho các bạn xem chi tiết cái quá trình mình lắp cây PC này nhé. Ok. Thì trước khi vào cái clip lắp thì chúng ta sẽ phải chú ý cái này nhé. Bởi vì vừa nãy mình có giới thiệu cho các bạn đó chính là hai con RAM này, mỗi con RAM 4GB. Tuy nhiên là với cái quạt fan này các bạn này, với các quạt fan này này, thì khi mà các bạn lắp vào cái CPU ở đây thì lúc các bạn cắm RAM vào đây nó sẽ bị cạnh, nó sẽ bị vướng. Nó sẽ bị vướng một cái thanh đầu tiên vào cái chân của cái quạt này. Bởi vậy nên là muốn lắp được cả hai thanh vào cái khe này và lắp cái quạt này thì các bạn cần phải đổi RAM cho mình nhé. Cụ thể là các bạn có thể dùng một RAM này hoặc là với một RAM này, tức là một con lùn và một con cao. Đây, ví dụ con này là con thấp thì các bạn có thể lắp bên trong. Được chưa? Và con cao các bạn lắp bên ngoài. Thì lúc này thì nó sẽ không bị cạnh cái RAM bên trong vào cái quạt. Được chưa? Hoặc là các bạn có thể là mua luôn hai cái con RAM thấp như này, tức là gọi là RAM lùn đấy. Thì các bạn cắm vào thì các bạn sẽ không bao giờ lo cái vấn đề là bị vướng vào cái quạt, những cái quạt kiểu như này các bạn nhé. Rồi, ok. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp các cái linh kiện. Đầu tiên là chúng ta sẽ lắp CPU. Đây, đây chính là con CPU các bạn nhé. Thì cái con CPU này các bạn có thể chú ý này, ở trên cái con CPU này nó sẽ có hai cái khuyết ở hai bên.
hai khuyết ở hai bên, các bạn thấy không? Hai cái khuyết hai bên. Thì ở trên cái main ấy nó sẽ có một cái socket như này. Các bạn sẽ gạt như này, ấn nó xuống, gạt sang bên, thả ra, nó sẽ bật ra như này. Ok chưa? Thì trên đây nó sẽ có hai cái khuyết ở hai bên như này, nó cũng có hai cái khuyết tương ứng với cái khuyết của con CPU, được chưa? Thì cái con CPU này thì các bạn có thể lấy cái giấy, các bạn lau qua những cái bẩn bẩn đi, lau đi. Lau những cái bẩn bẩn đi. Đấy, lau cái giấy vệ sinh ấy, lau cả những cái chân vàng vàng này đi này. Đấy. Lấy cái giấy ấy, sau khi bạn lau xong thì các bạn sẽ đặt vào. Đặt thì cái khuyết ở đây, ở bên dưới thì ở đây trên này nó có hai khuyết hai bên này. Chúng ta cũng sẽ đặt vào đúng vị trí đấy. Ok chưa? Đặt đúng vào đấy nó sẽ ăn khớp vào như này. Thì chúng ta đặt xuống như này. Đặt hạ này xuống này. Hạ xuống. Gạt này. Sau đó đặt vào. Ok chưa? Đấy, thì cái CPU nó sẽ được nằm ở đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái quạt này nhá. Lắp cái quạt LED này nhá. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải xé cái này ra. Xé cái giấy bóng này đi. Ok, đặt đây. Với cái quạt tản nhiệt này nó sẽ có cái khung như này. Nó sẽ có cái khung như này. Và nó sẽ kèm theo mấy cái ốc như này. Kèm theo ốc và kèm theo cả keo luôn. Kèm theo cả keo. Đây. Đây chính là mấy cái ốc của nó. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ sử đây là keo tản nhiệt. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng, đầu tiên là sẽ sử dụng bốn cái chân này, bốn cái chân nhựa này. Bốn cái chân này thì chúng ta sẽ ấn nó vào đây, ấn nó vào cái khớp này. Thì cái chân này nó sẽ có tất cả là ba cái lớp, một lớp, hai lớp, ba lớp. Thì nó ví dụ như là cái lớp đầu tiên ấy thì thường mình sẽ lắp cho những cái con main socket B775 chẳng hạn. Cái ở giữa này này thì thường sẽ là mấy cái main kiểu như là H61, H81 ấy. Còn cái đầu này thường là lắp mấy cái G31, G41. Còn cái ngoài này thì cái main cao hơn một chút, được chưa? Thì cái này mình sẽ lắp ở giữa. Lắp ở giữa, đút nó vào. Đút nó đúng cái cạnh các bạn nhá. Ấn nó vào. Đút đúng cạnh và ấn nó vào. Ấn nó kêu tách cái này chưa? Đây, ấn. Ok chưa? Sau khi chúng ta đã đút được những cái nhựa này vào cái sắt này rồi thì chúng ta sẽ ấn cái nhựa này qua bốn cái lỗ này. Qua bốn cái lỗ trên bên, ấn nó vào. Nếu mà các bạn mà ấn mà nó không khít nhá thì các bạn nhớ phải ấn lại cái khớp nhá. Ấn này. Ấn này. Ok chưa? Sau khi các bạn đã ấn được vào như này rồi thì chúng ta cũng thấy nó lỏng lỏng này, chúng ta sẽ ấn cái này vào nữa. Ấn cái đen đen này, ấn cái chốt đen này vào. Ấn nó vào. Ấn cái chốt đen vào. Cái chốt đen này là để nó giữ lại đấy các bạn. Rồi, thì như thế các bạn có thể thấy ở đằng sau này, cái nhựa nó sẽ thò ra đằng sau này. Và cái chốt đen nó sẽ giữ cái nhựa lại. Này, nó sẽ rất chắc. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái tản nhiệt này nhá. Thì trước khi lắp cái này thì chúng ta sẽ phải bôi cái keo này vào. Đây là keo tản nhiệt. Các bạn mua những cái quạt mới thì nó thường sẽ kèm theo cái keo. Hoặc là ví dụ các bạn mua tản thì các bạn nhớ hỏi là có keo, có kèm sẵn keo không các bạn nhé. Bây giờ ta sẽ bóc ra. Chúng ta sẽ bóp vào con CPU. Rồi, sau khi ấy xong, keo đã vào đây rồi. Các bạn có thể tõe ra cũng được, hoặc cứ để này. Khi chúng ta đặt cái fan lên thì nó sẽ tự tõe. Đến đây thì cái này này, những cái quạt này này thì thường những cái gọng này nó sẽ hơi chắc một chút, nó sẽ hơi căng. Thì chúng ta sẽ đặt tay vào đây. Đặt tay vào hai cái gọng này này các bạn này. Chúng ta bẻ lên một chút để tí chúng ta nó đỡ bị căng. Rồi. Nó hơi bẻ thôi nhá. Sau đó chúng ta sẽ tìm ở trên cái con main này nó sẽ có cái lỗ, cái rắc gọi là rắc CPU fan đây này. Các bạn nhìn thấy không? Đây chính là cái chữ CPU fan này. Nó ghi chữ CPU fan này, tức là cái chỗ để cắm quạt. Thì các bạn cứ tìm ở trên cái main của các bạn đâu là cái chữ CPU fan nhá. Sau khi tìm được rồi thì chúng ta sẽ đặt cái hướng dây này về phía của cái CPU fan. Rồi. Chúng ta sẽ gắn cái này nhá. Đặt cái này vào đây này. Đặt cái ở đây nó có cái G này này, thấy không? Nó sẽ khớp với những cái G ở trên cái
cái nhựa này, đặt này. Rồi, còn bên này thì chúng ta sẽ bẻ mạnh xuống. Đấy, thì nó sẽ như thế này. Các bạn nhìn thấy không? Bên này thì chúng ta sẽ ấn, chúng bên này thì chúng ta sẽ ấn tay vào đây để cái gọng này nó ăn vào cái khớp này. Được chưa? Rồi, sau đó cái dây này chúng ta sẽ cắm vào cái rắc cebufen, chúng ta sẽ buộc cái dây này cho nó ngắn lại, cho đỡ lòng ngoằng. Rồi chúng ta cắm vào đây. Đây chúng ta sẽ cắm như này. Ok chưa? Rồi, như vậy là chúng ta đã cắm xong quạt. Tiếp đến là chúng ta sẽ cắm ram. Cắm ram thì các bạn chú ý này. Ram nó có hai cái khuyết, nó có một cái khuyết đây này, nó có chân khuyết này. Thấy không? Thì ở trên cái mên này nó cũng có khuyết ở đây. Khuyết đây thì chúng ta sẽ đặt đúng cái vị khí khuyết của nhau. Đặt đúng vào. Thế này đúng không? Sau chúng ta ấn hai đầu, ấn đầu này. Tách. Đầu này ấn tiếp này. Tách. Con tiếp theo cũng vậy. Đặt nó vào. Đặt nó vào. Bắt đầu ấn này. Tách. Tách. Đấy, như vậy là các bạn đã cắm xong ram các bạn nhé. Rất đơn giản thôi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ làm gì? Tiếp đến chúng ta sẽ đặt những cái mên này vào trong cái cây này. Đặt cái mên vào trong cái cây. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay cao lên để cho các bạn nhìn cho rõ cái việc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lật cái vỏ cây. Lật cái vỏ cây ngược vào như này. Lật như này. Và chúng ta sẽ chú ý bên trong này này. Chú ý bên trong này các bạn có thể thấy ở đây có một cái ốc này. Ở đây có một cái ốc này, đây có một cái ốc này, đây một ốc, ở đây có bốn cái ốc. Thì cái trường hợp cái mên này chúng ta sẽ nhìn. Chúng ta sẽ nhìn cái mên này. Ở đây có một cái ốc này, đây một lỗ này, đây hai lỗ này, đây ba lỗ này. Đây bốn lỗ này, đây năm lỗ này, đây sáu lỗ này. Thì đây sẽ có sáu cái lỗ mà ở trên đây nó chỉ có bốn cái ốc thôi. Vậy thì chúng ta sẽ phải vặn thêm hai cái ốc ở hai bên để chúng ta vặn hai cái ốc này nữa. Được chưa? Thì chúng ta vặn ốc như nào? Đây. Đây chính là cái túi ốc. Cái túi ốc mà chúng ta mua nó sẽ kèm theo đây này. Thấy không? Xé. Đây. Rất nhiều ốc. Thì các bạn nhìn này là các bạn biết là cái chân kia này, cái chân trắng trắng này là cái nào rồi đúng không? Chính là hai cái này. Chúng ta sẽ lấy hai cái này chúng ta vặn. Vặn vào đây. Vào đây. Để cho nó tương ứng nhá. Thì cái này ấy, cái vặn này các bạn có thể lấy kìm vặn được, hoặc là các bạn có thể dùng bằng tay vặn. Nếu mà tay các bạn vặn được thì không phải kìm. Được chưa? Hoặc là các bạn có một cái trục để vặn. Đây mình có một cái trục này. Đây, nếu có cái trục này thì các bạn vặn sẽ nhanh hơn. Ok chưa? Đấy, như vậy là các bạn đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cái ốc để chúng ta vặn mên. Thì trước khi chúng ta vặn mên thì các bạn hãy chú ý cho mình đây là cái ấy. Đây chính là cái tấm, tức là cái tấm chặn mên. Nó sẽ đi kèm theo cái mên. Và nó sẽ như thế này. Nó sẽ cắm như này. Các bạn hiểu không? Đây. Nó sẽ cắm như này. Thì chúng ta sẽ lấy cái này. Đặt vào cái cây. Đặt vào cái cây như thế này. Ok chưa? Chúng ta ấn nó vào. Nhớ ấn nó vào nhá. Ấn nó để cho nó ăn khớp vào. Đấy, nó sẽ chắc. Nó sẽ chắc ở đây. Sau khi nó chắc rồi thì chúng ta sẽ đặt cái mên này vào. Bây giờ ta sẽ đặt cái mên vào nhá. Đặt nó vào như này này. Ấn mấy cái chân này này. Ấn mấy cái chân này cho nó đi qua cái trục này. Đi qua cái chặn mên. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó đi qua cái chặn mên này. Ok chưa? Và tất cả các cái ốc ở đây này nó sẽ hở ra. Nó sẽ hở những cái chân này ra để các bạn vặn. Vặn ốc. Và ốc để chúng ta vặn sẽ là ốc nào? Đây. Ốc của chúng ta vặn sẽ là cái ốc này. Các bạn nhìn cho kỹ này. Đây là cái ốc này. Cái ốc có mũ này. Nhưng mà nó là ốc nhỏ. Nó là cái ốc nhỏ nhất ở trong cái đống ốc mà người ta đưa cho mình ấy. Đấy. Chúng ta vặn vào thôi. Rồi, sau khi chúng ta vặn đủ 6 cái ốc thì cái mên này nó sẽ được giữ chắc vào cái vỏ cây các bạn nhé. Nó sẽ được giữ chắc vào vỏ cây. Thì công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là gì? Công việc tiếp theo của chúng ta sẽ là lắp cái dây này. Lắp cái dây này. Thì lắp cái dây này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp nhé. Thì trước khi lắp thì chúng ta sẽ luồn cái dây này về đây đã. Chúng ta luồn sang đây để cho nó gọn thôi.
Được không? Xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm các cái rắc này. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắm các rắc nhé. Rồi, thì đây chính là cái con main. Thì trên con main này nó sẽ có rất nhiều các cái rắc để cắm các bạn này. Rất nhiều cái rắc để cắm. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái rắc nào? Các bạn chú ý cho mình này, một số các cái cổng mà nó ký hiệu các bạn phải chú ý này. Thứ nhất là F audio các bạn nhé, audio. Tiếp theo là F USB. Đây là audio này, USB này, USB có cổng 1 này, USB cổng 2 này, USB cổng 3 này. Thì ba cổng này các bạn đều có thể cắm được như nhau các bạn nhé. Và tiếp theo một cái nữa là F panel. Đây, F panel đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy chữ F panel. F panel chính là cắm những cái liên quan đến nút power. Còn USB là cắm cái rắc USB. Còn audio là cắm cái audio các bạn nhé. Và một cái đặc điểm nhận dạng này. Đây mình sẽ ví dụ luôn bằng cái rắc này. Ví dụ cái rắc này là cái rắc của cái gì? Nó sẽ ghi ở đây. Đây các bạn này, nó sẽ ghi chữ USB. Thì các bạn nhìn nhá, ở đây nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 10 cái lỗ. 10 cái lỗ nhưng mà lại có một cái lỗ bị bịt. Tức là chỉ có 9 cái thôi đúng không? Và nó nằm ở đầu tiên. Được chưa? Vậy thì một cái mẹo là các bạn nhìn ở trên đây, cái nào nó bị khuyết như thế thì các bạn sẽ cắm vào. Và nó liên quan chữ USB thì đây, 1, 2, 3. Thì nó có 3 cổng đúng không? Thì các bạn có thể chú ý là nó khuyết cái này nó cũng có 10 nhưng mà khuyết một chân, gãy một chân đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Chúng ta sẽ cắm USB như thế. Đấy. Ướm đúng cái phần khuyết này vào cái phần khuyết của cái này. Các bạn cắm vào rồi. Đây. Các bạn mà cắm không đúng hướng thì nó sẽ không cắm vào đâu. Đây. Các bạn thấy chưa? Là các bạn đã cắm vào rồi. Đấy là USB nhá. Tiếp theo là audio. Audio thì các bạn có thể nhìn thấy là nó cũng có 10 chân như thế này. Và nó lại khuyết một cái chân thứ hai. Đấy. Thì các bạn tìm ở trên đây thôi. Tìm trên đây là khuyết chân thứ hai. Nó không phải cái này đâu các bạn nhá. Cái chân dài này là không phải đâu nhá. Nó chỉ có ví dụ đây này. Cái này khuyết chân thứ hai này. Đúng không? Cái màu xanh ấy. Các bạn nhìn thấy nó khuyết chân thứ hai chưa? Thì các bạn lại cắm vào, cắm theo đúng cái thứ tự đấy. Khuyết chân thứ hai, cắm vào. Đây. Các bạn cắm vào. Ok chưa? Đấy, nó liên quan đến chữ audio nhá. Rồi, còn mấy cái dây nhỏ nhỏ này. Mấy cái dây nhỏ nhỏ này chúng ta chú ý này. Ở đây nó sẽ có cái power. Power thì chúng ta sẽ tìm cái nào mà cái hàng nào mà nó liên quan chữ F panel ấy. F panel và nó cũng bị khuyết cái chân đầu tiên ấy. Đây, cái này bị khuyết chân đầu tiên này. Thấy chưa? Khuyết chân đầu tiên. Nhưng mà cái này thì các bạn cũng không cắm được USB vào đâu. Các bạn cắm USB cũng không cắm được vào đây đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cắm power nhé. Thì cái power, cái rắc power nó sẽ nằm cạnh. Cái rắc power nó sẽ nằm cạnh cái lỗ bị khuyết này. Thì chúng ta cứ cắm vào đấy. Cái power nó không phân biệt là đầu nào đâu. Các bạn cắm đầu nào cũng được. Đây, mình cắm vào nhé. Được chưa? Các bạn nhìn đúng cái power của mình nó nằm cạnh cái lỗ bị khuyết đây không? Lỗ khuyết đầu tiên không? Rồi. Thì đối diện cái power này nó sẽ là cái reset. Đối diện power nó sẽ là cái rắc reset. Thì đây. Đây các bạn thấy rắc reset chưa? Cắm đối diện. Cắm đối diện nó. Ok chưa? Cạnh cái nút reset này, cạnh cái rắc reset này nó sẽ là HDD LED. Và cái HDD LED này này, thì cái âm sẽ bên trong. Thì các bạn nhìn thấy cái dấu cộng và dấu trừ chưa? Thì cái dấu trừ sẽ bên trong. Cái dấu trừ sẽ cạnh cái rắc của reset. Đây. Được chưa? Các bạn nhìn thấy nó thiết kế khoa học là cái này nó phải hướng ra đường mặt, cái chữ phải hướng mặt ra ngoài. Được chưa? Còn cái còn lại thì cái nó sẽ có âm với dương này. Nó sẽ có âm với dương. Thì cái âm thì cạnh cái âm, cái power led ấy, cái âm nó sẽ cạnh cái rắc power. Cạnh cái rắc power thì nó ở bên đây. Đây. Cái âm nó sẽ cạnh cái rắc power. Cái âm sẽ cắm vào trước. Được chưa? Tiếp theo là cái dương. Cái dương là bên ngoài cùng. Đấy. Như thế này. Các bạn nhìn thấy không? Power này, cạnh power led này, power led trừ bên trong này, power led cộng bên ngoài này. Còn bên này reset này, reset đối diện với power này. Cạnh cái reset nó sẽ là HDD LED này. HDD LED trừ bên trong và HDD LED cộng bên ngoài. Theo đúng cái hướng như này. Được chưa? Các bạn nhìn thấy rõ chưa? Đây. Và tiếp theo là USB. USB, những cái rắc USB thì nó cắm đúng vào những cái chân liên quan đến F USB. Cái USB này nhá, nó có 3 cổng này thì các bạn cắm bên nào cũng được. Cắm đây cũng được, cắm đây cũng được. Nó đều như nhau. Còn audio đây. Audio thì chính là cái màu xanh này đây.
Rồi ok, đấy là cái cách để các bạn có thể cắm được nhá. Đấy là cách để các bạn có thể là cắm các cái rắc này. Ok. Ok, sau khi các bạn đã cắm được các cái rắc này vào cái mên rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi lại những cái dây để cho nó gọn. Thì đi như nào? Chúng ta sẽ tháo cái ốc này ra. Tháo cái ốc của cái cây ra. Tháo xong chúng ta sẽ mở cái nắp này đi. Rút về phía sau. Rút. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ lật ngược cái này lại. Thì các bạn có thể thấy là đây, chúng ta kéo cái này về. Rồi ok, sau khi các bạn đã lắp xong cái dây này rồi thì chúng ta sẽ lật về đây. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lắp cái dây tiếp theo. Đó chính là nguồn. Đây. Bây giờ ta sẽ lắp nguồn. Lắp cái nguồn các bạn nhé. Thì cái nguồn này các bạn chú ý này. Cái nguồn này này. Cái nguồn này như các bạn nhìn thấy ở đây nó sẽ có 4 cái lỗ. 4 cái lỗ để chúng ta vặn ốc. Thì ở cái trên này nó có 4 cái lỗ để chúng ta vặn ốc. Cái phần này này thì chúng ta sẽ đặt vào. Đặt vào thì cái nguyên tắc thì cái đặt cái phần này nó sẽ nằm, nó sẽ quạt ra đây chứ không được quạt vào đây nhé. Ok. Thì nếu mà chúng ta muốn đi dây thì chúng ta sẽ luồn cái này, luồn cái dây ra phía sau. Ok chưa? Sau đó chúng ta sẽ đẩy về phía trước. Đẩy về phía trước. Thì khi các bạn đẩy về phía đây thì ở đây sẽ có thở ra 4 cái ốc. 4 cái lỗ chúng ta vặn ốc. Và vặn ốc thì chúng ta sẽ vặn ốc nào? Chúng ta sẽ vặn ốc này cho mình. Đây. Chúng ta vặn ốc này nhá. Cái ốc này là ốc to nhất và cái mũ của nó cũng to nhất. Ok chưa? Chúng ta vặn 4 cái. Ok, sau khi các bạn vặn được con nguồn vào đây rồi. Sau khi các bạn vặn xong nguồn rồi thì chúng ta sẽ lật sang bên này. Kéo này ra. Chúng ta sẽ cắm nguồn này nhá. Cái nguồn này chính là nguồn cấp chính cho nó này, nguồn 220. Cái nguồn này nguồn 24 pin này. Nếu mà nó hở ra thì các bạn đặt nó vào như này. Đấy thì nó sẽ khít vào nhau như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cắm này. Đặt vào như này. Và cắm nhá, cắm về phía trước. Đây, phía trước thì các bạn nhìn thấy ở đây này. Ở trên cái mên nó sẽ có một cái hàng nguồn như này. Đúng không? Chúng ta sẽ cắm vào. Đặt vào như này. Cắm vào. Cắm không đúng hướng thì nó sẽ không vào đâu. Nên là cứ đứng cắm chuẩn hướng vào. Đấy, như thế này đúng không? Nhưng các bạn phải ấn nó vào. Ấn. Đấy, đây. Các bạn thấy không? Mình đã cắm xong cái này này. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ cắm một cái nguồn nữa. Đó chính là nguồn của CPU. Nguồn CPU là nguồn nào? Cái nguồn này này. Cái nguồn này của nó là nguồn của cạc màn hình các bạn nhé. Của cạc màn hình. Thì các bạn sẽ không dùng cái nguồn này với cái cây ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ sử dụng cái nguồn này. Nguồn này thì nó là nguồn của CPU. Nhưng mà có những cái thì nó chỉ có 4 cái dây thôi. Có những cái nguồn thì nó có cả 8 cái. Thì ví dụ như là cái mên nó có 4 cái chân thì chúng ta chỉ cắm 4 cái thôi. Có 8 thì chúng ta cắm 8. Còn ví dụ có những mên mà cái nguồn của các bạn nó chỉ có 4 chân mà cái mên có 4 cái thì chúng ta cứ cắm chỉ 4 cái thôi. Ok. Chúng ta sẽ luồn về phía trước. Đây, cái nguồn CPU này, cái nguồn CPU nó nằm ở đây các bạn này. Thấy không? Đây nó nằm ở đây. Thì các bạn cứ cắm vào cái này là được, cắm đúng khớp là được. Mình sẽ luồn lại nhá. Cái này nó chỉ có 4 thôi, nó chỉ có 4 chân nên mình chỉ cắm 4 chân thôi nhá. Đây. Đấy. Thấy chưa? Đấy, mình đã cắm xong rồi này. Cắm xong 4 chân. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ kéo bớt cái này về đây. Cho nó gọn gọn một chút. Mấy cái này thì một chút là chúng ta sẽ cuốn cái dây vào. Ok chưa? Sau khi xong cái nguồn rồi thì chúng ta sẽ phải bỏ ra những cái nào. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ổ cứng nhá. Ổ cứng đây.
Ổ cứng thì các bạn có thể thấy là ở đây nó sẽ lắp, ví dụ các bạn có thể lắp ở trên đây, ví dụ đây là cái ổ SSD, các bạn sẽ lắp ở đây, hoặc là có thể nhiều lúc là có những con có thể lắp ở đây, vì nó có những cái lỗ này, nó có cái lỗ, các bạn nhìn thấy những cái lỗ này là những cái lỗ để các bạn có thể lắp được cái ổ cứng đấy. Và ở đây con này thì nó sẽ có cả lỗ ở đây, thì chúng ta sẽ lắp thử cái này nhé. Chúng ta sẽ lấy cái ổ cứng này này, chúng ta sẽ ướm vào đây xem nó có khớp lỗ không. Nó sẽ khớp 4 lỗ đây, các bạn nhìn này. Thấy chưa? Khớp 4 lỗ chưa? 1, 2, 3, 4 chưa? Khớp 4 lỗ để vặn ốc chưa? Thì vặn ốc thì chúng ta sẽ vặn bằng ốc nào? Các bạn sẽ vặn bằng cái ốc này nhá. Đây mình lấy cho các bạn. Đây, các bạn sẽ vặn bằng 4 con ốc này. Cái ốc này là ốc cái cây này thì nó sẽ có 3 loại ốc. Ốc này là ốc loại thứ hai này, một loại to là cái loại chúng ta vặn nguồn rồi, còn loại nhỏ là chúng ta vặn mên, còn loại này tròn tròn này này, vừa tròn vừa to này thì nó sẽ là vặn ổ cứng nhá. Thật ra các bạn cũng có thể lấy cái ốc mà vặn cái ốc mà các bạn vừa vặn nguồn ấy để vặn cái này được. Rồi, như vậy là chúng ta đã vặn xong. Chúng ta đã vặn xong cái ổ cứng. Thì ổ cứng thì sau khi vặn xong thì chúng ta sẽ phải cắm cái dây này. Dây này gọi là dây SATA. Nhưng mà mình lại quên mất là cái nhã mình phải quay trước lúc mình cắm, nhưng mà mình lại quên mất. Thì cái này thì mình nói sẽ khó hơn. Thì ở trên cái nguồn ấy, ở trên cái nguồn này này, nó sẽ có một cái rắc giống như này. Nó sẽ có một cái rắc giống này. Thì các bạn cắm vào thôi. Thì các bạn cắm vào. Cắm đúng chiều thì nó sẽ vào. Đây. Thấy chưa? Đây mình cắm vào gờ này. Tiếp theo là cái ổ cứng này nó còn một cái rắc nữa thì chúng ta sẽ lấy ở đâu? Một cái rắc nữa thì chúng ta sẽ lấy cái rắc này. Các bạn nhớ là cái rắc bẹt bẹt này nhá. Này cái rắc bẹt bẹt này chứ không phải là cái rắc 4 lỗ đâu. Không phải cái rắc 4 lỗ đâu mà là cái rắc bẹt bẹt này này. Đấy, chúng ta sẽ luồn qua cái lỗ này. Đây. Luồn đây, chúng ta sẽ cắm vào cái ổ cứng. Cắm vào ổ cứng. Ok chưa? Đây, các bạn đã cắm được rồi này. Thế là cái ổ cứng nó sẽ có hai dây nhá, một dây SATA, hai là dây nguồn nhá. Rồi, chúng ta đã cắm xong ổ cứng. Việc tiếp theo của chúng ta là gì? Việc tiếp theo của chúng ta sẽ là lắp cái này vào. Lắp cái nắp ở đằng sau vào. Thì trước khi lắp cái nắp đằng sau ấy thì các bạn có thể nhớ là chúng ta sẽ có một cái rắc này nữa, một cái quạt này nữa. Thì quạt này sẽ cần một cái đầu nguồn nữa. Thì đầu nguồn đấy chính là cái đầu này. Đầu bốn chân này thì chúng ta sẽ cắm như này. Được chưa? Chúng ta sẽ cắm như này. Bởi vậy nên là chúng ta sẽ để hở ra, để cái này thò ra một tí. Để thò ra đây. Để tí chúng ta cắm, đỡ phải mở nắp. Ok chưa? Rồi. Sau khi chúng ta đã cắm hết dây thì chúng ta sẽ tiến hành là có thể là lấy cái dây thít thít nó vào. Thít những cái dây vào cho nó gọn. Thít những cái này cho gọn. Sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là lắp cái nắp vào các bạn nhé. Lắp cái nắp vào. Đây, cái lắp chúng ta sẽ đặt như nào? Đặt như này. Chúng ta sẽ đặt như này. Đặt nó vào. Và hai tay đặt như này này. Đẩy nó sang. Ok chưa? Đấy, thì nó sẽ chắc được cái nắp. Các bạn hiểu không? Ok, sau khi chúng ta lắp vào rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là lắp cái vào, lắp cái ốc của nó vào. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã lắp xong như này, đúng không? Có một cái vấn đề nữa là vừa nãy chúng ta mới chỉ cắm một cái dây nguồn của cái ổ cứng thôi. Chúng ta còn một cái rắc này nữa. Đấy, cái rắc này của nó cũng là rắc SATA. Thì rắc SATA này sẽ cắm vào mên các bạn nhé. Thì ở mên nó sẽ có những cái chân SATA giống như này này. Đấy, cái chân SATA giống như này. Thì cái chân này có thể là lúc màu xanh, lúc màu đen, lúc màu vàng, màu đỏ, tùy, lúc màu hồng. Chúng ta cắm vào thôi. Cứ đúng khớp thì chúng ta cắm thôi. Cắm vào này.
đặt cái đầu này này, cắm vào. Đấy, cái đầu này nó sẽ lối vào cái ổ cứng. Đơn giản thế thôi, nó chỉ có cái đầu này lối vào ổ cứng thôi, thế thôi. Rồi, chúng ta còn cái gì nữa nhỉ? Chúng ta còn cái cạc hình nhá. Nếu mà bình thường ấy, với cái cấu hình như mà cái shop đang bán là 2.350.000 ấy, thì như thế này là xong rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ lắp thêm, đó là lắp thêm cái cạc hình này vào nhá. Chúng ta sẽ lắp cạc hình. Đầu tiên chúng ta sẽ vặn cái ốc đằng sau này ra. Đây, chúng ta sẽ lắp cạc hình. Cạc hình thì các bạn chú ý này, cạc hình nó sẽ có một cái người ta gọi là cái khuyết này. Khuyết đây. Thì ở trên cái mên ấy nó cũng có một cái chân, một cái thanh như này, có cái mên có hai thanh, có những cái mên có một thanh này thôi. Gọi là PCI để cắm cạc hình thì nó cũng có một cái khuyết đây. Các bạn đặt đúng cái khuyết đấy rồi các bạn ấn cái cạc hình xuống. Đây. Đặt vào này. Xong đặt đúng nhớ đặt đúng cái thanh ở dưới. Sau chúng ta ấn nó xuống. Đấy. Nó kêu tách cái là được. Được chưa? Sau chúng ta vặn ốc vào. Cái ốc vặn cạc hình này thì các bạn có thể dùng cái ốc vặn là ổ cứng hoặc là cái ốc vặn là nguồn. Là hai cái ốc đấy các bạn nhé. Tiếp theo là chặn này vào để cho đỡ chuột. Ok chưa? Như vậy là các bạn đã lắp mọi thứ vào đây xong hết rồi, 99% rồi. Còn đúng một thứ nữa thôi. Đó chính là cái fan này. Đấy. Cái fan này giờ chúng ta lắp như là bây chúng ta sẽ lấy cái này lên. Chúng ta sẽ đặt cái này vào đây như này. Thì cái fan nó sẽ được lắp vào đây, fan lắp vào đây và cái dây của nó sẽ thò bên này thì chúng ta sẽ đặt cái dây nó về hướng bên này. Ok chưa? Các bạn đặt thế này thì nó sẽ thổi ra, các bạn đặt thế này thì nó sẽ hút vào. Được chưa? Bây giờ mình muốn thổi ra mình đặt như này. Sau khi đặt xong được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp. Cái ốc của nó là cái ốc nào? Chúng ta sẽ đặt vào đây, nó sẽ thò ra bốn cái lỗ tròn đây, chúng ta vặn ốc. Ốc của nó là ốc nào? Ốc của nó sẽ là ốc này. Ốc của nó sẽ là ốc này. Các bạn chú ý nhá. Khi mà các bạn mua cái quạt tản nhiệt này thì các bạn phải xin thêm ốc này nhá, chứ không là các bạn không có ốc đâu. Ok, bây chúng ta sẽ vặn. Rồi, sau khi các bạn vặn xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành lắp cái lắp vào đây. Lắp cái lắp thì như vừa nãy mình đã chỉ các bạn rồi. Đây, cắm vào cái rắc này thôi. Cắm xong thì chúng ta sẽ nhớ là chúng ta sẽ đặt cái dây ở đây này. Làm sao để hoặc là các bạn có thể thít nó vào. Thít nó vào để làm sao? Để tránh cái trường hợp mà khi các bạn lắp cái lắp lại ấy, thì nó sẽ cái dây nó sẽ vướng vào những cái quạt ở đây. Hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ lắp này. Được chưa? Vặn cái ốc này vào, nó sẽ là cái ốc nhựa này, chúng ta sẽ vặn vào. Ok, như vậy là các bạn có thể thấy là mình đã vặn lắp xong cái cây. Mình đã lắp xong cái cây này rồi. Thấy không? Đã lắp xong cái cây. Thì bây giờ chúng ta thử cắm lên xem là nó có lên không các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào xem nó có lên không. Thì bây giờ chúng ta thử cắm cái cây này để xem nó có lên không các bạn nhé. Thì trước khi cắm lên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cắm các cái dây. Đầu tiên sẽ là các cái dây về USB của chuột và phím. Thì các bạn cứ cắm vào cổng của cổng USB chuột phím thôi. Các bạn có thể cắm USB trước và USB sau đều được. Đây. Rồi. Tiếp theo là cái cổng gì? Cổng dây mạng. Dây mạng thì các bạn sẽ cắm vào cái lỗ chân lỗ mạng đây này. Lỗ mạng đây. Các bạn cắm vào. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là dây loa. Loa hoặc là tai nghe các bạn có thể cắm ở cái rắc màu xanh ở giữa này này. Hoặc là ở phía trước nhá. Nó có cái biểu tượng tai nghe ấy. Tiếp đến là cái dây màn hình. Dây màn hình thì ví dụ các bạn DVI các bạn cắm ở đây. VGA cắm ở đây. HDMI các bạn cắm ở đây. Và các bạn chú ý này, trên ở đây nó cũng có hai cái cổng ở trên đây, tức là nó gọi là cổng cạc on đấy, cổng cạc trên main đấy, thì nó cũng có VGA và nó cũng có DVI. Nhưng mà chúng ta khi mà chúng ta cắm cạc hình thì chúng ta phải cắm ở bên dưới nhá, cắm ở dưới cái phần cạc hình nhá, chứ đừng cắm ở trên nhá. Ok chưa? Cắm ở dưới chứ không là nhiều lúc cắm ở trên là không lên đâu đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm này, của mình là DVI, mình sẽ cắm vào đây.
Đây, chân DVI này, chúng ta sẽ cắm vào đây. Các bạn vặn này vào cho nó chắc. Ok. Việc còn lại là chúng ta sẽ cắm dây nguồn. Dây nguồn đây, đây chính là dây nguồn. Chúng ta sẽ cắm vào. Cắm vào cái phần nguồn này. Được chưa? Sau khi cắm xong chúng ta sẽ bật thử nhá. Bây giờ ta bật thử để xem nó có lên không. Đây. Bây giờ ta sẽ bật thử này. Lên hay không là bật phát này này. Bật này. Ấn nút nguồn. Úi giời, sáng. Sáng rồi các bạn ạ. Quan trọng là có lên đây không. Rồi, như thế các bạn đã thấy là nó lên này. Nó đã lên này. Ok chưa? Như thế này là lên rồi. Mình sẽ vào BIOS để xem. Vào BIOS ấn F2 hoặc ấn đen. Đây, đây chính là bên trong. Chip đâu nhỉ? Chip i3-3240, RAM 8GB. Ok chưa? Đấy, đây chính là cái máy của chúng ta đã lên được bình thường rồi. Ví dụ như cái cây như thế này mà các bạn không muốn lắp cái lắp này vào ấy, mà các bạn muốn nhìn bên trong ấy, cho đẹp ấy, thì các bạn mở cái này ra. Các bạn mở cái nắp ra. Nhưng mà các bạn phải chú ý cẩn thận chuột bọ nhé. Đây, các bạn sẽ mở nó ra như thế này. Và các bạn bỏ cái cánh này đi, có thể bỏ cái quạt đi được. Cái quạt này có thể nắp ở đây được. Thì nó sẽ trơ trơ ra như này. Các bạn hiểu không? Đấy, tùy theo sở thích của các bạn thôi. Ok. Thì như vậy là xong rồi đấy. Như vậy là chúng ta đã lắp xong rồi. 3 hours later. Thì sau một hồi thì mình cũng đã cài Win cũng như là cài driver, rồi cài game, rồi cài các phần mềm cho cái chiếc cây PC này. Thì cái cây PC này sau khi mình cài xong thì mình cũng có thể là vào để chơi game được bình thường như thế này. Đấy, thì toàn bộ các cái hướng dẫn về cài Win cũng như là cài driver, rồi cài game, rồi cài các phần mềm thì mình đều chia sẻ rất rõ ràng và chi tiết ở bên cái website datdungdi.com. Các bạn có thể vào đó để các bạn lựa chọn cũng như là xem hướng dẫn các bạn nhé. Ok, thì bây giờ mình đã hoàn thành cái chiếc cây này rồi. Thì các bạn cứ làm đi. Nếu có vấn đề gì thì các bạn cứ PM mình sẽ hỗ trợ giúp đỡ các bạn. Chào các bạn và chúc các bạn thành công.